Xin kính chào tất cả các cô bác anh chị. Hiện như các cô bác anh chị thấy đó, hiện tại là bác sĩ Minh đang truyền vi chất để bổ sung những cái vitamin, khoáng chất và những cái chất chống oxy hóa giúp cho cơ thể mình có thể được tăng cường năng lượng, hồi phục lại sức khỏe và đặc biệt là tăng sức đề kháng và hệ thống miễn dịch của mình. Nhưng hôm trước còn có nói với tất cả các cô bác anh chị là sau cái buổi livestream ngày 20 tháng 10 thì con bắt đầu cảm thấy nó đau họng và bắt đầu nó mệt mỏi, nên con xin phép là ở cái livestream ngày thứ bảy, thì tức là 21 tháng 10, thì hôm nay con mới quyết định là mình sẽ truyền vi chất để có thể mà giúp cho cái bệnh của mình nó được nhanh hồi phục hơn, cũng giống như là giúp cho cái cơ thể mình nó giảm bớt những cái mệt mỏi và nó nhiều năng lượng hơn nữa. Thì cái việc truyền vi chất này nó giống như là cách mà chúng ta bổ sung dinh dưỡng vào cho tế bào của mình, nhưng mình sẽ bổ sung qua đường truyền. Nó sẽ có những cái ưu điểm là thứ nhất là nó được hấp thu trực tiếp 100% vì nó truyền thẳng vào mạch máu. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ biết được cái hàm lượng mà chúng ta đưa vào cơ thể bao nhiêu. Cái thứ ba nữa là cái việc truyền vào cái gì thì chắc chắn là nó sẽ không có bị lẫn những cái tạp chất hay bất cứ những cái chất khác giống như chúng ta đưa vào bằng đường tiêu hóa đó. Và có một cái vấn đề mà chắc là rất là nhiều cô bác anh chị cũng sẽ đặt câu hỏi hoặc là lo lắng, việc truyền gì nó có xảy ra những cái phản ứng dị ứng hay gì không. Thì thật sự là đây là những cái thành phần mà cơ thể và tế bào chúng ta cần và bản chất nó đã có sẵn, nhưng nó bị thiếu hụt. Mục đích chúng ta truyền là chúng ta bổ sung vào để cho nó có được đầy đủ hơn và giúp cho tế bào mình có thể tăng được cái chuyển hóa tế bào, tăng được cái sự trao đổi chất để giúp cơ thể chúng ta được hồi phục tốt hơn. Do đó cái việc mà xảy ra những cái phản ứng dị ứng hay những cái sốc đó, hầu như nó rất rất là hiếm, nên tất cả các cô bác anh chị cứ yên tâm về vấn đề này. Thì cái việc mà mình truyền vi chất như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta, đầu tiên là cái việc hồi phục năng lượng, cái nhất. Cái hai nữa là khi chúng ta truyền vào, cái cảm nhận đầu tiên là chúng ta sẽ bổ sung được cái lượng nước vào trong mạch máu của chúng ta, nên chúng ta sẽ cảm giác giống như cơ thể chúng ta nó được bồi hoàn lại cái thể tích tuần hoàn, nó cảm thấy nó khỏe hơn và cảm thấy chúng ta bắt đầu cảm thấy nó thoải mái hơn. Đó là cái mà mình cảm nhận đầu tiên. Nhưng đối với những cô chú anh chị mà lần đầu tiên truyền á, có thể về sẽ cảm giác lâng lâng giống như con lần đầu tiên truyền á. Cái này con đã truyền rất là nhiều lần rồi, nên cảm giác lâng lâng này là do cơ thể chúng ta hấp thu một cái lượng vitamin, khoáng chất mà trực tiếp qua đường truyền tĩnh mạch lần đầu, nên nó gọi là những cái cảm giác mà cơ thể chúng ta, tế bào chúng ta nó cần thời gian để chuyển hóa từ từ. Do đó các cô bác anh chị cứ yên tâm là thường sau khoảng 3 tới 5 ngày cơ thể chúng ta hấp thu được tốt và cơ thể chúng ta nó sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn, tràn đầy năng lượng hơn, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy như phục hồi nó rất là tốt. Rồi đối với những trường hợp mà có những cái vấn đề mệt mỏi nè, ăn uống thiếu chất hoặc đặc biệt là dễ bị cảm hoặc là dễ bị bệnh á, thì các cô bác anh chị nên xem xét tới cái việc truyền vi chất để giúp cho cơ thể mình có thể bổ sung được đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết qua đường truyền tĩnh mạch, và đặc biệt là giúp cho năng lượng trong cơ thể chúng ta được tăng cao hoặc là giúp cho cái sức đề kháng và hệ thống miễn dịch của chúng ta được tốt hơn. Ngoài ra thì cái việc truyền vi chất này nó giúp cho cơ thể mình một vấn đề nữa, đó là đào thải những cái độc tố trong cơ thể ra, do những cái chất chống oxy hóa và chống gốc tự do trong những cái vi chất này nè, nó sẽ giúp cho gan tăng khả năng thải độc, giúp cho bảo vệ tế bào gan và đặc biệt là giúp cho thận chúng ta tăng cái độ thanh lọc để đào thải những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Thì đây cũng là một cái cách để giúp cho chúng ta ngăn ngừa những cái bệnh lý mãn tính như là ung thư tim mạch, tiểu đường, những cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Thì đó là những cái mà các cô bác anh chị có thể xem xét để mình có thể sử dụng những cái liệu pháp truyền vi chất để giúp cho cơ thể mình được tốt hơn.